quay được như này không nhá. Quay rất là yếu các bạn nhé. Bên này thì vẫn được, nhưng mà chiều này thì khó này. Cái khoảnh khắc này chơi thời gian là nó sẽ không quay được nhá. Khi bị cái này thì bây giờ các bạn cùng mình nhá, mình tháo hết lại nhá. Lúc mình chỉnh được rồi đấy, nhưng mà bây giờ thì lại không được rồi. Mình sẽ chỉ cho các bạn nhá. Nguyên nhân là tại sao nhá. Đây các bạn tháo hết ổ cái ra nhá. Không, các bạn để gọn lại nhá. Cái này vừa mới mua xong nhá các bạn nhá. Vừa mới mua xong, mua mình chơi được đúng một hôm, xúc cát được đúng một lần. Nó biết sửa thì các bạn hãy tháo nhé, còn nếu không các bạn đừng có tháo nhé. Đây, sau khi xoáy hết ốc là các bạn nhấc cái này ra nhé. Đấy, nhấc cái ra này, đây, bạn công nhân này nhấc ra này. Kêu ở bên trong này nhá. Nên nguyên nhân chính nó là cái này này. Các bạn cậy nhẹ nhàng nhé. Đây mình chỉ cho các bạn nhé. Nguyên nhân kêu nó chính là cái đây này. Cái đàn hồi này nhé. Đấy, cái đàn hồi này là do cái lò xo ở bên dưới của các bạn ấy. Nó yếu. Nó yếu thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là khi mà tải mạnh thì cái này nó sẽ bị trơn đấy nhá, các bạn nhìn nhá. Đấy. Để khắc phục tình trạng này ấy, thì chỉ còn một cách thôi. Có một cách duy nhất thôi, là các bạn giỏ keo 502 trực tiếp vào cái trục này, để cho cái trục này nó không bị xoay. Hai là các bạn tháo cái này ra. Các bạn lới rộng cái lò xo bên dưới ra nhá. Lới rộng cái lò xo bên dưới thì là các bạn sẽ nhấc được ra nhá. Bây giờ thì muốn lới được cái này ra thì bạn phải vặn được cái này ra, nhưng mà chắc lắm các bạn ạ. Các bạn lấy cái này ra này. Chung nữa các bạn mới thì các bạn phải giò keo rồi nhá, không thì nó sẽ bị trượt bánh đà đấy. Đây cái nồi xo bên dưới này. Đây, các bạn lắp lại nó đúng chiều như này nhá. Đây không, đây mình lắp lại nhá. Giờ mình lắp ngược lại, lắp lại này. Các bạn cho cái trục vào đây này, bạn cho bánh răng này vào này, bạn lắp lắp này lại nhá. Đây là bạn xoay
trục bây giờ nó giữ nguyên này nhé. Mình sẽ cho vào đây. Các bạn biết nắp thì các bạn biết tháo nắp thì các bạn hãng nắp nhé, không thì là sẽ hỏng đấy. Giờ mình xoáy lại hai con ốc này. Vừa tầm tay nhá, chặt quá là sẽ bị trờn gen. Vì cái này nó bằng nhựa. Đấy, bây giờ các bạn thử nhá. Đấy, bây giờ không còn kêu nữa nha các bạn nhé. Đấy, nguyên nhân chính là nó ở cái đấy đấy. Này là ok nhá. Các bạn vặn lại cái này cho nó chắc chắc tí. Ngồi trong này. Cho cabin bác công nhân vào trước này. Các bạn cho bác công nhân vào trước này. Xong rồi các bạn lắp cabin này vào này. Khi bạn lắp vào này các bạn nhẹ nhàng ấy nhé. Thì nó không bị sắt sát. Không bị sắt sát thì nó không bị xấu. Đây các bạn chỉnh nhé. Các bạn chỉnh cái đầu này trước này. Đây các bạn chỉnh được cái đầu bé này. Nó chặt vào nhé. Thì khi các bạn chỉnh được cái đầu bé này chặt vào rồi thì các bạn chỉnh cái đầu bên kia nó dễ. Xoáy pin này cho gọn nhé. Này. Nó không thể được như là lúc ban đầu nữa. Nhưng mà còn hơn là nó kêu cạch. Khả năng nó yếu, mình nghĩ là lúc nãy mình tặng con ốc kia ra chắc là bây giờ nó bị trờn. Biết là lợn lành thành lợn què, nhưng mà còn hơn là đấy, bây giờ là được rồi nhá, ok nhá các bạn nhá. Quay ngược lại như này, hơi dốc này. Hơi dốc mà hơi yếu này. Đấy, êm du hơn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào nhá. Đấy, chỉnh này. Này các bạn lắp bánh đà vào nhá. Này các bạn nhớ này, lúc các bạn tháo ra là nó có 4 cái bánh đà này nhá. Các bạn sẽ lắp vào 4 cái bánh đà ở đây này. Đây các bạn nhìn này, mình lắp xích nhá. Xích đây các bạn cho vào cái đầu bên bên mà không có bánh đà trước nhá, sau đấy. Đây, xong rồi các bạn ghé một bên vào nhá. Đây, các bạn ghé một ít vào này. Đấy, xong rồi các bạn quay nhá. Quay xích nhá. Đấy. Là xích vào đúng vị trí nhá. Cái bên này thế cho các bạn nhá. Đây, bên này thế này. Các bạn cho vào đây này. Cho nó vào đúng những cái khe này nhé.
các bạn chỉ cần ghé một lửa ấy vào thôi, ghé một lửa ấy vào thôi nhá, các bạn xoay nhá, xoay nó sát xích nó sát đi vào nhau. Đây, đã hoàn thành nhá. Đây, máy xúc đã thành, hoàn thành nhá. Xoay. Đây nha các bạn ơi, đấy, đã xong rồi nhá. Nhưng mà không được mạnh như lúc trước nữa nhá. Thỉnh thoảng nó hơi bị kẹt, nếu khi nào mà bị kẹt